该如何救赎。Tập 35. Thượng quan Tuyết Nhi, là em gái Thượng quan Diệu Dương, chỉ cần xác nhận sư Thượng quan Tuyết Nhi có chơi bớt qua mai không là có thể chắc chắn họ có phải hậu nhân của Lam Thái An không. Mua giải đi. Đèn lồng đây. Diều đây. Mua giải đi. Cái này đẹp đó. Bánh bao đây. Cô gái, cô không sao chứ? Tường Tường. Cô gái, cô nhận nhầm người rồi. Tường Tường, lâu rồi em không gặp anh. Em nhớ anh lắm Tường Tường. Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi. Tường Tường, tôi không phải Tường Tường. Tường Tường, em đói rồi. Tường Tường, em đói thật rồi. Mình đi ăn gì đó đi. Cô ơi, cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là Tường Tường. Cô ơi. Cô. Dậy đi mà. Đi thôi. Xin lỗi, xin nhường đường. Tôi là người phụ trách cửa tiệm này. Cho tôi vào trong xem được không? Không được. Chúng tôi chỉ vào xem thôi. Không động vào bất cứ thứ gì đâu. Đúng thế. Nếu anh không yên tâm, có thể cho người vào cùng. Vậy được. Cô ơi, tôi đã nói với cô rồi. Ngồi đi. Tiểu Nhị. Hai khách quan dùng gì vậy? Chúng tôi có mì xào hành, bánh bao, hoành thánh, cơm bát bảo. Tôi muốn ăn cá ngừ, pizza, bánh hạnh nhân. Chúng tôi chỉ có bánh bao thôi. Muốn ăn pizza thì cô đi thẳng 500m. Bên đó có nhà hàng Tây. Tôi muốn ăn pizza. Cô ấy đùa thôi. Cho tôi hai bát mì xào hành. Được, xin chờ một lát. Tôi làm ngay. Đói bụng quá. Tường Tường, dạo này anh đi đâu vậy chứ? Sao không tới tìm em? Thật sự tôi không phải Tường Tường. Đúng là anh mà. Cô à, mì đây ạ. Được. Mời dùng. Cảm ơn. Mì hầm. Cảm ơn. Cô gái này nhìn hơi ngốc nghếch. Nhưng nhìn kỹ, có lẽ là con nhà giàu có. Tường Tường, anh uống canh không? Cô à, tôi không phải Tường Tường thật mà. Tường Tường chắc chắn thích uống canh. Em hầm canh nấm đỏ, dưỡng quầy hồng tam cho Tường Tường. Tường Tường uống canh. Bác của tôi mà. Xin lỗi nhé. Cô ấy đùa thôi, đùa chút thôi. Không sao, không sao. Cô sao thế hả? Tường Tường thích uống canh mà. Cô nhìn cho rõ. Thật sự tôi không phải Tường Tường. Anh không phải. Không phải thật. Vũ Thiên Tường, em là vợ của anh. Sao em nhận nhầm anh được chứ? Vũ Thiên Tường. Anh nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Tường Tường nhớ ra rồi. Tốt quá. Vũ Thiên Tường, Tường Tường nhớ ra em rồi. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Anh mới tới phải không? Không biết anh ấy là chuyên viên Vũ hay sao? Nguyên Giáp. Thiên Tường, dù không phải anh, là tội phạm tình như khác. Anh ta cũng không được có thái độ này. Cút. Thiên Tường, ăn cơm đi. Không ngờ Vũ Thiên Tường tôi cả đời chính nghĩa, tận trung vì công việc, hôm nay lại rơi vào bước đường này. Thiên Tường, anh cũng đừng bi quan. Cây ngai không sợ chết đứng. Tôi tin nhất định sẽ trả lại cho anh sự trong sạch.
Em vừa kiểm tra tất cả hàng rồi, không hề có mùi thuốc phiện. Nói như vậy, quả thật có người hãm hại Vũ Thiên Tường. Chúng ta đi tìm Từ Lai, nói cho anh ta biết chuyện này. Tuyết Nhi, từ từ thôi. Tuyết Nhi, có sao không? Tuyết Nhi, em không cần đôi chân của mình nữa sao? Dù em muốn cứu Vũ Thiên Tường, cũng phải bảo vệ bản thân mình trước đã. Em chỉ muốn mau chóng cứu Thiên Tường ra. Vì Hồng vừa mới qua đời, Thiên Tường lại gặp chuyện thế này. Vũ lão gia cho dù cơ thể có là sắt thép cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa em lo là dù Thiên Tường không bỏ thuốc phiện vào trong nắm, thì e là việc kinh doanh của nhà họ Vũ cũng bị ảnh hưởng lớn. Đúng thế. Bây giờ khắp nơi đều đồn đại nói trong nắm trưởng quầy Hồng Tam có bột thuốc phiện. Muốn cố giảng danh tiếng trưởng quầy Hồng Tam e không phải là chuyện một sớm một chiều. Chúng ta phải mau chóng xử lý chuyện này. Tường Tường, chúng ta cùng nhảy múa đi. Tiểu Tường Tường, em nhảy có đẹp không? Đẹp lắm. Hình như em từng tới đây. Chắc chắn em từng tới rồi. Đây là nhà của em. Có điều, sao em lại là vợ của Vũ Thiên Tường chứ? Mở. Cô Thanh Hà. Đi, Tường Tường. Anh có cách này. Biết đâu có thể cứu vãn danh tiếng của cửa tiệm. Là cách gì? Mở cuộc họp báo. Chúng ta có thể mời Từ Lai tiến hành giám định tại chỗ toàn bộ hàng của cửa tiệm. Chỉ cần có thể chứng minh trong nắm không có thuốc phiện, thì không những có thể cứu vãn danh tiếng của cửa tiệm, mà có thể chứng minh Vũ Thiên Tường thật sự bị người khác hãm hại. Anh thấy đây là cách dẹn cả đôi đường. Nhưng chuyên viên tư liệu có đồng ý không? Anh có chút giao tình với cục trưởng. Anh đi tìm anh ấy nói chuyện, xem có thể sắp xếp giúp được không. Vậy thì tốt quá, chúng ta đến cục cảnh sát thôi. Tuyết Nhi, em không sao chứ? Em xem em kìa, chắc chắn là mệt mỏi quá độ, cơ thể suy yếu rồi. Tuyết Nhi, anh đưa em về nghỉ ngơi trước. Không được, chúng ta đến cục cảnh sát trước đi. Tuyết Nhi, bây giờ Vũ Thiên Tường vẫn bị nhốt trong tù. Nếu em cũng gục ngã, vậy qua nỗ lực để cứu anh ta nữa đây. Với lại, Vũ lão gia vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Thiên Tường. Chúng ta đã nghĩ ra cách, ít nhất cũng phải nói với ông ấy một tiếng để ông ấy yên tâm chứ. Em nghe lời của anh, anh đi em về Vũ phủ trước. Lát nữa anh sẽ đích thân tới cục cảnh sát, được không? Được. Đi thôi. Tường Tường, hình như em từng tới nơi này. Cô gái ngốc này có liên quan gì tới Vũ Thiên Tường chứ? Bánh đậu xanh. Cô Thanh Hà. Cô, tôi không được ăn. Cô xem kìa, bẩn lắm. Tôi muốn ăn bánh đậu xanh. Không được ăn. Tôi nghe nói cô Thanh Hà đến đây. Đúng thế, đang ở trong phủ. Được, cảm ơn.
cái này không ăn được, không ăn được. Cô Thanh Hà, bẩn rồi, không ăn được. Cô Thanh Hà, đừng ăn nữa, đừng ăn, không ăn được, bẩn lắm, bỏ xuống đi. Cô chủ, ngoan, bỏ xuống, đừng ăn nữa. Ở đây vẫn còn, không được ăn cô chủ. Rơi xuống đất rồi, tôi muốn ăn bánh đậu xanh. Cho tôi, được rồi cô chủ. Nào, không ăn được đâu, bệnh của Thanh Hà nghiêm trọng không? Cô còn giả vờ cái gì? Người họ phụ, các người, hành hạ cô chủ chúng tôi tới mức này. Đáng đời cậu hai nhà các người bị vào tù. Làm việc bất nghĩa, ác tự diệt. Cô chủ đi thôi. Cô chủ vậy nào, nghe lời đi, chúng ta đi. Thanh Hà. Cô chủ, cô Thanh Hà. Không biết sao lương thượng quan Tuyết Nhi có chết bớt qua mai hay không. Kẻ xấu, Tuyết Nhi, em không sao chứ? Cô ta là người xấu. Ngoan, về nhà thôi. Cô chủ, đi thôi, về nhà thôi. Tường Tường. Phù Dung. Phù Dung, anh chờ em nãy giờ. Em nghe anh nói, anh có quan hệ gì với thượng quan Tuyết Nhi? Đều là chuyện trước kia rồi. Chuyện trước kia? Vậy anh muốn phủ nhận chuyện trước kia của anh đúng không? Phù Dung, anh xin thề, anh và thượng quan Tuyết Nhi không có quan hệ gì hết. Tôi không muốn nói chuyện với người ngụy quân tử. Tránh ra. Phù Dung, Phù Dung. Người đâu? Tôi muốn gặp Phi Hồng và Nguyên Giáp. Ồn ào cái gì? Làm phiền giấc ngủ của ông. Đúng là anh từng thích thượng quan Tuyết Nhi. Lần đầu tiên em gặp anh, xe rách áo của anh là lúc anh vừa mới thất tình, quyết định từ bỏ thượng quan Tuyết Nhi. Nếu chỉ là thất tình thôi, anh cũng không tới bây giờ vẫn quan tâm thượng quan Tuyết Nhi như thế. Bộ dạng ngượng ngùng muốn nói lại thôi. Của hai người thường ngày, anh nghĩ tôi mù sao? Lúc mới tốt nghiệp, anh từng đi tìm cô ấy. Người nhà cô ấy nói với anh, bảo anh chuẩn bị nhẫn vàng rồi đi cầu hôn. Lúc đó cho anh biết anh muốn cưới Tuyết Nhi. Ông ấy thương anh nên đã giấu anh, bán căn nhà tổ truyền đi, mua nhẫn vàng cho anh để anh cưới Tuyết Nhi về nhà. Anh nói gì? Anh còn muốn cưới thượng quan Tuyết Nhi? Em nghe anh nói hết đã. Không ngờ bệnh của Thanh Hà lại nghiêm trọng như thế. Điều do em và Thiên Tường mà ra, đều là lỗi của em. Tuyết Nhi, chuyện của Thanh Hà em không cần tự trách. Em không thể nhận hết lỗi về phía mình được, như vậy là bất công đối với em. Hơn nữa, Thanh Hà có người nhà họ Lý chăm sóc. Chẳng bao lâu nữa, anh tin bệnh tình của cô ấy nhất định sẽ chuyển biến tốt. Nhưng bất kể như thế nào, cũng là Thiên Tường phụ lòng chị Thanh Hà. Nếu là như vậy, em có trách nhiệm trị khỏi bệnh cho chị ấy. Em thật là hết cách đối với em. Thế này đi, anh quen một bác sĩ khoa thần kinh rất giỏi. Bệnh của Thanh Hà, chúng ta có thể tìm anh ấy để nhờ giúp. Nhưng vấn đề là thư ký Lý có chấp nhận hay không. Bất kể thế nào, chúng ta cũng phải thử mới biết. Nếu có thể chữa khỏi cho chị Thanh Hà, vậy thì tốt quá rồi. Tuyết Nhi, chuyện của Thiên Tường đã khiến em đủ mệt rồi. Sao em phải tự tìm phiền phức chứ?
Em tin rằng thiên tường vô tội. Em sẽ tìm cách cứu anh ấy ra. Nhưng nếu có cơ hội chữa khỏi cho chị Thanh Hà, em cũng sẽ cố gắng hết sức để thử. Anh biết rồi. Chuyện này cứ để cho anh lo. Lúc anh biết chuyện cha anh mua nhẫn cho anh, anh vẫn còn đang ở trong cục cảnh sát. Họ báo với anh rằng ông ấy trên đường đi mua nhẫn đã gặp chuyện rồi rời khỏi thế giới này rồi. Cảnh sát gửi lại nhẫn cho anh, còn nói với anh rằng cha anh chết còn không được toàn thây. Anh chỉ có thể dập đầu trước quần áo của cha anh. Hán Văn, anh sống như vậy quá mệt mỏi. Có lẽ do hai người có hiểu lầm gì đó. Hai người tìm cơ hội nói cho rõ có được không? Hiểu lầm sao? Phượng Quan Tuyết Nhi không chỉ phụ lòng anh, còn hại chết cha anh. Anh cảnh sát, có chuyện gì? Tôi hỏi một chút được không? Vụ án của tôi hiện giờ sao rồi? Chuyện này thì tôi không biết, nhưng tôi nghe nói có một cô gái đôn đáo khắp nơi cầu xin cho anh. Cô ấy rốt cuộc là gì của anh? Cô ấy là vợ tôi. Anh thật có phúc lấy được một người vợ tốt. Đúng thế. Lựa chọn cô ấy là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của tôi. Đã nghe nói chưa? Người vợ sáng nay trưởng quỹ Hồng Tam phải kiểm tra nấm tại chỗ, chứng minh trong nấm không có thuốc phiện. Giờ tôi phải đi xem mới được. Tuy nhiên từ đã điều tra là có thuốc phiện. Xem có xem ngược tình thế được không? Đi xem, đi, mau. Bánh bao đây. Cậu chủ, cậu chủ, đây là báo ngày hôm nay, anh xem đi. Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì? Thượng quan Tuyết Nhi nói trên báo là 10 giờ sáng sẽ kiểm nghiệm hàng tại tiệm đặc sản. Mời nhân viên kiểm nghiệm của cục cảnh sát tới. Hơn nữa còn mời tất cả nhà báo ở Thượng Hải tới để làm chứng. Thượng quan Tuyết Nhi này luôn làm hỏng chuyện của tôi. Thật muốn chém chết cô ta. Thùng nấm hãm hại tiệm đặc sản đã được cảnh sát coi là chứng cứ mang đi rồi. Này, nấm trong kho không có thuốc phiện. Nếu để cảnh sát điều tra ra nấm trong kho không có vấn đề thì tâm huyết của cậu coi như uổng công cả rồi. Nhất định phải ngăn cản cô ta. A Phong, chuyện này để cho A Lực đi làm. Nhất định phải tìm cách khiến họ kiểm tra ra có thuốc phiện. Nếu làm không tốt chuyện này, đừng để anh ta quay lại đây nữa. Đi, dừng. Mau lên, mau tới đây. Nghe nói người của tiệm đặc sản muốn tiến hành kiểm tra ngay tại chỗ. Thế sao? Sao tôi nghe nói nấm nhà này từng hại chết người? Đừng nói nữa. Ra rồi này. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Giải thích cho chúng tôi đi. Nói đi, rốt cuộc là thế nào? Sao các người làm ra loại chuyện này chứ? Mọi người hãy trật tự. Uổng công chúng tôi tin tưởng. Sao làm ra loại chuyện này chứ? Cô Thượng Quan, xin mời. Các chị, trưởng quầy Hồng Tam chúng tôi đã được hơn 100 năm. Trước đây có lời đồn nấm của tiệm chúng tôi có thuốc phiện, hoàn toàn là bịa đặt. Lúc đó có một thùng được chuyển vào, bị phát hiện có bột thuốc phiện. Từ sau khi xảy ra chuyện vẫn luôn được cảnh sát trông coi, không để bất cứ ai động tới. Hôm nay để chứng minh sự trong sạch, chúng tôi quyết định kiểm tra hàng ngay trước mặt mọi người. Kiểm tra thật này tại chỗ luôn đó. Quá trình kiểm tra sẽ do chuyên viên từ của cục cảnh sát đích thân giám sát. Kết quả tuyệt đối công chính, đáng tin cậy. Tới khi đó mọi người sẽ biết trưởng quầy Hồng Tam tuyệt đối không sử dụng nấm có thuốc phiện. Bắt đầu được chưa?
chuyển hàng. Xem đi, xem đi. Bắt đầu rồi. Nhiều thùng thế. Đúng là không ít. Phải kiểm tra bao lâu đây? Lúc nào mới có kết quả? Đúng đó, Tuyết Nhi, em đừng lo. Trong sạch ắt vô tội. Hơn nữa hôm nay người giám định đều do người chuyên viên Từ phái tới. Anh tin lần này có thể trả lại sự trong sạch cho tiệm Hồng Tam. Chẳng trách. Đúng là hại người. Thất đức quá. Để tôi. Nhìn mặt lạ thế nhỉ? Chưa từng gặp anh bao giờ. Tôi mới được điều tới đây. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc. Chuyển hàng thôi. Đi. Đi thôi. Em vào trong xem có cần giúp gì không? Được. Anh được đấy. Hay cho việc anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng ganh tị. Có gì thì nói đi. Có thể mời được nhiều phóng viên như thế, Thượng quan Tuyết Nhi không có năng lực đó. Nếu không có anh giúp thì việc hôm nay đã không hoành tráng như thế này. A Thành, nếu anh muốn làm anh hùng tôi không có ý kiến. Nhưng anh đừng quên, Thượng quan Tuyết Nhi đã có chồng sắp cưới, tên là Vũ Thiên Tường. Lần này cô ấy muốn cứu người này. Tôi vào xem có cần giúp gì không. Mấy thùng hàng này từ hôm dừng kinh doanh đều được cảnh sát trông coi, chưa có ai tiếp xúc. Nắm cũng được lấy ngẫu nhiên từ trong thùng, không có khả năng làm giả. Lấy thùng này đi. Để đảm bảo tính chính xác, mời các vị kiên nhẫn ra bên ngoài chờ. Nhưng Tuyết Nhi, không sao, sẽ không sao đâu. Ở đây không có gì của anh nữa. Ra ngoài đi. Rõ. Ra rồi. Ra rồi, ra rồi. Thế nào rồi? Xin hỏi kết quả kiểm nghiệm thế nào? Cửa tiệm Hàng Tam có thực sự bán nắm có thuốc phiện để thu lợi nhuận cao, kiếm tiền bất nhân không? Hay là cửa tiệm thật sự buôn bán thuốc phiện? Xin các vị hãy bình tĩnh. Xin hãy bình tĩnh. Nhà giám định đang ở bên trong làm kiểm nghiệm. Xin mọi người hãy tin tôi. Tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Tại sao lâu vậy rồi? Nhà giám định vẫn chưa ra. Lâu vậy rồi vẫn chưa ra. Còn chưa có kết quả sao? Đúng đó. Rốt cuộc là sao đây? Không phải đang điều tra sao? Cho chúng tôi xem kết quả đi chứ. Là thế nào? Đúng đó, rốt cuộc là sao? Lâu vậy rồi sao còn chưa ra? Đúng đó, chờ tới khi nào đây? Có phải có vấn đề gì không? Cho xem kết quả đi, rốt cuộc là sao? Đứng lại. À không, làm việc xong chưa? Xong rồi. Tự lại chắc chắn không ngờ. Rút ngẫu nhiên cũng có thể làm giả. Đúng thế. Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Kết quả thế nào? Kết quả thế nào? Qua giám định, trong ba mẫu nắm lấy được đều có lượng lớn bột thuốc phiện. Là thật, cái gì? Không thể nào. Đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm. Thượng quan Tuyết Nhi, tôi đã cho cô cơ hội. Cô giải thích sao đây? Không thể nào. Nắm chúng tôi không thể nào có thuốc phiện. Tuyệt đối không thể nào.
phải cho đóng tiệm, làm ăn vô đức, quýt khỏi Thượng Hải, làm ăn vô đức, hại nước hại dân, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm. Viên Nguyên Từ, có thể trong quá trình quán nghiệm xảy ra vấn đề, hay là chúng ta giám định lại lần nữa? Sự thật ở ngay trước mắt rồi, còn gì để nói nữa? Quýt khỏi Thượng Hải, quýt khỏi Thượng Hải, đóng tiệm, quýt khỏi Thượng Hải, làm ăn vô đức, quýt khỏi Thượng Hải, quýt khỏi Thượng Hải, hại người quá mà, đóng tiệm, làm ăn vô đức, hại nước hại dân, người đâu, đóng tiệm, đừng mà. Viên Nguyên Từ, xin cho tôi thêm cơ hội nữa, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Cô còn gì để nói nữa? Không ngờ Vũ Thiên Tường lại dám kiếm tiền bằng cách này. Người đâu, đóng tiệm, đóng tiệm, đóng tiệm. Viên Nguyên Từ, Tuyết Nhi, Viên Nguyên Từ, đừng. Phải đóng tiệm của họ, đóng đi. Hay lắm, đóng đi, đóng đi, hay. Bắt họ cút khỏi Thượng Hải. Hay lắm, làm đúng lắm. Giờ thì không thể hại người nữa rồi. Đúng đó. Còn nói cửa tiệm trăm năm, thất đức. Lão gia, năm của cửa tiệm trưởng quầy Hồng Tam bị phát hiện có thuốc phiện. Tiệm của chúng ta bị đóng cửa rồi. Cái gì? Tiệm đặc sản bị đóng cửa rồi. Lão gia, lão gia, ông phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Bây giờ nhà chúng ta gặp nạn lớn như thế. Ông là trụ cột gia đình, ông phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Lão gia, sức khỏe của tôi biết. Tôi chỉ sợ không gắng cự được lâu nữa. Lão gia, ông đừng nói những lời nhục chí như vậy. Cha, bà ra ngoài trước đi. Cha, cha, cha phải giữ gìn sức khỏe. Thế nào rồi? Con nghĩ ra cách gì chưa? Vẫn chưa ạ? Con làm anh kiểu gì vậy hả? Em trai gặp chuyện, con nhìn con xem, không sốt ruột một chút nào. Cha, cha nhìn cha xem. Con vừa tới, cha đã hỏi Thiên Tường. Cha xem cha đã nói gì. Người bỏ thuốc phiện vào nấm là Thiên Tường, không phải con. Cha nói giận với con làm gì? Nói láo. Thiên Tường không bao giờ làm chuyện này. Con biết Thiên Tường không phạm pháp, nhưng có thể là do Thượng quan Tuyết Nhi làm hỏng chuyện. Người ta vốn dĩ chỉ giữ hàng cho chúng ta, nhưng Thượng quan Tuyết Nhi làm vậy lại khiến người ta đóng tiệm luôn. Sản nghiệp nhà họ Vũ đều bị quỷ trong tay của cô ta. Đừng thêm dầu vào lửa, thấy chưa đủ loạn hay sao? Tuyết Nhi chắc chắn sẽ tìm ra cách chứng minh Thiên Tường trong sạch. Được, 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 được. Cha cứ tin Thượng quan Tuyết Nhi và đứa con trai yêu quý của cha đi. Xem họ quỷ hoại gia đình này thành ra thế nào. Mày nói cái gì? Vũ Thiên Tường, Vũ Thiên Tường, tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh rốt cuộc có lợi dụng tiệm đặc sản buôn bán thuốc phiện không? Anh trả lời thành thật. Nể tình là đồng liêu, tôi sẽ xử lý khoan hồng. Tôi nói lại lần nữa, chuyện tôi không làm, tuyệt đối không thừa nhận. Sự thật ở ngay trước mặt, anh còn gì để chối cãi? Từ sau khi điều tra ra nắm có thuốc phiện, luôn có cảnh sát trông coi, không một ai có cơ hội bỏ thuốc. Trong tình huống này, kiểm tra ra trong nắm nhà anh có thuốc phiện, anh còn gì để nói? Rất nhiều vụ án vẫn có người ra tay ngay trước mặt mọi người được. Anh có thời gian ở đây chất vấn tôi, chi bằng tập trung vào điều tra vụ án. Báo đây, báo đây, trưởng quầy Hồng Tam bán nắm có thuốc phiện khiến dân phẫn nộ, mọi người mau xem đi. Báo đây, báo đây.
Tuyết Nhi vốn dĩ muốn giúp đỡ, nhưng lại không ngờ tất cả nắm đều cho ra kết quả chứa thuốc phiện. Đúng thế, bây giờ chuyện này đã lên báo rồi. Danh tiếng của cửa tiệm thiệt hại nặng nề, còn không ngừng có người tới gây sự. Thiên Tường, anh mau tìm cách gì đi. Tôi sợ Tuyết Nhi một mình không kiên trì được bao lâu. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Bên phía Tuyên Viên Tự điều tra tới đâu rồi? Anh ấy đã tập trung tất cả phóng viên chụp ảnh hôm đó, đang tìm hung thủ bỏ thuốc. Anh lấy tất cảnh tới đây cho tôi. Tôi phải mau chóng tìm ra hung thủ. Được, tôi đi ngay đây. Đi. Chuyên Viên Tự, anh đã xem chúng không dưới 100 lần rồi. Mọi chứng cứ đều hướng về Vũ Thiên Tường. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế, nhưng Vũ Thiên Tường không giống người biết luật mà phạm luật. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ hở? Mời ngồi. Anh Tống hẹn tôi tới đây có chuyện gì sao? Thưa Ký Lý, tôi có quen với một bác sĩ khoa thần kinh rất giỏi, bác sĩ Lý. Hôm nay hẹn ông tới đây chủ yếu là muốn bàn bạc với ông về chuyện trị bệnh cho con gái ông, cô Thanh Hà. Anh Tống có thể tìm được bác sĩ giỏi, không lẽ Lý mẫu tôi không tìm được sao? Thưa Ký Lý, tôi tuyệt đối không quý tranh hơn thua với ông. Tôi chỉ muốn cùng góp sức, hy vọng có thể mau chóng chữa khỏi bệnh cho cô Thanh Hà. Đương nhiên, đây cũng là tấm lòng của Tuyết Nhi đối với cô Thanh Hà. Tuyết Nhi? Tuyết Nhi mà anh Tống nói có phải chính là thượng quan Tuyết Nhi của nhà họ Vũ không? Đúng thế. Ai cũng biết anh Tống và thượng quan Tuyết Nhi có quan hệ thân thiết. Lần này anh Tống tới đây chắc hẳn cũng là ý của thượng quan Tuyết Nhi. Lý mộ bất tài, nhưng vẫn có lòng tự trọng. Tấm lòng của thượng quan Tuyết Nhi, Lý mộ sẽ không bao giờ nhận. Thưa Ký Lý, địa vị và tài trí của ông khá được người đời kính trọng. Ân oán giữa thượng quan Tuyết Nhi và cô Thanh Hà chắc hẳn ông cũng hiểu rõ. Không lẽ ông thật sự chỉ vì thành kiến giới thượng quan Tuyết Nhi mà làm lỡ cơ hội tốt nhất chữa bệnh cho cô Thanh Hà sao? Cô Thanh Hà đã bị tổn thương một lần, là cha của cô ấy. Không lẽ ông nhẫn tâm nhìn cô ấy tổn thương tiếp sau? Bác sĩ mà tôi quen rất có tiếng ở bên Mỹ, mới về nước mấy năm nay, vẫn chưa được nhiều người biết tới. Nhưng nhân thuật của ông ấy hơn người, ông hoàn toàn có thể tin tưởng tôi. Vì con gái của tôi, thử một lần đi. Vậy tốt quá. Vậy tôi mau chóng sắp xếp dành thời gian dẫn cô ấy tới khu ngoại ô đi dạo, để bác sĩ quan sát tình trạng của cô ấy rồi tính. Được. Ông nói gì? Thanh Hà và thượng quan Tuyết Nhi ra ngoại ô rồi sao? Đúng thế. Tôi biết ngay mà, tên Tống Thành này lừa tôi. Anh ta đón Thanh Hà ra ngoại ô là để thượng quan Tuyết Nhi có cơ hội làm tổn thương Thanh Hà. Không được, bây giờ chúng ta cũng tới đó, đưa Thanh Hà về nhà. Cho dù Thanh Hà bị tôi đánh tàn phế, cũng không để nó tới chỗ thượng quan Tuyết Nhi chịu tội. Chuẩn bị xe, dừng lão gia. Mời. Anh xem. Đi tường tường. Sao thế?
Không sao, tôi hơi đau chỗ này. Anh bị thương sao, Tường Tường? Anh bị thương chỗ nào? Bị thương chỗ nào, Tường Tường? Không sao, không sao. Thiên Tường, sao anh lại bị thương thế? Không sao, không nghiêm trọng đâu. Rõ ràng là rất nghiêm trọng, để em giúp anh. Thanh Hà, tôi không sao. Thiên Tường, đây là lần đầu anh nắm tay. Thiên Tường, em chỉ muốn quan tâm anh thôi. Thiên Tường, anh đừng đuổi em đi. Đừng đuổi em đi. Đừng đuổi em đi, Thiên Tường. Thanh Hà, tôi không đuổi cô đi. Tôi chỉ sợ cô lo lắng thôi. Thật không? Tôi không sao. Vậy anh không đuổi em đi nữa. Từ Lai, cô gọi tôi là gì? Cô nhận ra tôi sao? Thiên Tường, Thiên Tường, Thiên Tường, em múa đẹp lắm đó. Em múa cho anh xem nhé. Nhìn cũng không tệ lắm. Đúng thế. Anh thấy trạng thái hôm nay thế nào? Khá là tốt. Số hồi phục nhanh hơn so với tôi suy đoán. Thanh Hà, bông hoa này đẹp quá. Này, chị cầm lấy. Sao thế? Có phải chị lạnh không? Nào, chị khoác cái này vào. Cô ấy làm sao thế? Sợ hãi, căng thẳng. Chị sao thế, Thanh Hà? Chị có sao không? Thanh Hà, chị sao thế? Sau khi sợ hãi, căng thẳng sẽ phát điên. Phát điên, sao lại như vậy được chứ? Thanh Hà, Tuyết Nhi. Thanh Hà, Tuyết Nhi. Thanh Hà, Thanh Hà, đừng. Thanh Hà, bình tĩnh chút đi. Thanh Hà, đừng như thế. Tuyết Nhi, Thanh Hà, người xấu. Đừng vậy, người xấu. Thanh Hà, Thanh Hà. Thanh Hà, Thanh Hà. Tuyết Nhi, em có sao không? Đừng vậy, Thanh Hà, bình tĩnh. Thanh Hà, đừng như thế. Dừng xe. Thanh Hà, Thanh Hà, cô chủ. Thanh Hà, cô chủ. Nó đi đâu rồi? Tuyết Nhi, có bị thương không? Không sao chứ, Tuyết Nhi. Để anh xem nào. Em không sao. Không sao, thật mà. Em sao rồi? Vừa rồi làm anh lo quá. Thanh Hà, Thanh Hà, Thanh Hà, đi chậm thôi. Tuyết Nhi, từ từ thôi. Thanh Hà, đau quá. Thanh Hà, Thanh Hà, chị có sao không? Đứng lên nào. Thanh Hà, nào. Cô chủ, con gái của cha, con có sao không? Đều tại các người. Đây chính là phương án điều trị của các người sao? Bây giờ con gái tôi chỉ mới ngã một cái thôi. Rồi có phải sẽ là thắt cổ nhảy lầu không? Thượng quan Tuyết Nhi, cô trăm phương ngàn kế đùa giỡn con gái tôi. Lòng dạ cô thật là ác độc. Thưa Kỳ Lý, ông hiểu lầm rồi. Không phải như thế.
Đúng thế, thưa ký lý, chuyện không phải như ông nhìn thấy đâu. Ông nghe tôi giải thích. Thượng quan Tuyết Nhi, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có Tống Thành chống lưng cho cô, mà cô muốn làm gì thì làm. Nếu không phải tôi nể chút tình, anh ta là cái thái gì? Các người hãy cứ chờ đấy, tôi không tha cho các người đâu. Con gái, con sao rồi? Cha, tay cha còn đau không? Không đau, con thổi cho cha nhé. Không đau. Cha, lần trước con đánh cha bị thương, da cha còn đau không? Con nắm bóp cho cha. Con gái ngốc, cha không đau nữa rồi. Không đau sao? Không đau vậy tốt rồi. Đi, chúng ta đi chơi. Thanh Hà, đi thôi Tường Tường. Đi thôi. Thanh Hà của tôi, nó hiểu chuyện rồi. Đúng thế lão gia. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Năm, sáu, bảy, tám. Năm, sáu, bảy, tám. Tám, mười, mười một. Rõ ràng là có mười cảnh sát. Sao lại nhiều hơn một người chứ? Nguyên Giáp, anh xem Thiên Tường kìa, lẩm bà lẩm bẩm, có phải điên rồi không? Anh im miệng, không nghĩ được cái gì tốt hơn sao? Thiên Tường, có chuyện gì anh nói với hai chúng tôi, đừng một mình kìm nén. Mười một người là ai? Rốt cuộc là ai? Báo. Thiên Tường, báo ở đây này. Tìm thấy rồi. Mau đi tìm Chuyên Viên Từ. Được, đi.